Mến chào các bạn. Hôm nay mình đi vô cái khu này, mình tham quan những một số người Việt Nam sinh sống ở trong này, không nhà không cửa, rồi có người ngoại quốc nữa. Nhưng mà một cái tình cảnh này rất là đáng thương, tìm hiểu như thế nào rồi chia sẻ cùng các bạn nha. Nhìn cái chòi nhỏ nhỏ nè, những cái chòi giống vậy nè, rồi có những cái chiếc xe đạp để như vậy. Phương tiện ở đây là đi toàn là xe đạp đó các bạn. Rồi ở chỗ này mình cũng nghe cái tiếng nhạc nữa, nhưng mà chắc xài có thể xài bằng pin hay gì đó, chứ đây đâu có điện. Đây các bạn nhìn đó, cái tiếng nhạc in nổi của những người ở trong đây, hầu như là chắc người ta xài bằng pin đó các bạn. Ở đây không có điện mà nghe tiếng nhạc cũng sơm tụ ha các bạn. Những cái chòi như vậy ở hiện giờ rất là nóng bức luôn các bạn ơi, thiệt là nóng luôn, mà ở chỉ che sơ sơ như vậy nè. Nghe nhạc này, nhạc ngoại quốc, chắc người ngoại quốc ở đó các bạn ơi. Ở đây mình chợt biết ở ngay cái chỗ này là của cái anh Việt Nam nữa nè các bạn ơi. Anh đi vô trong nè, ở chỗ này anh Việt Nam ở. Anh để xe đạp nhiều lắm, mà ở đây phương tiện đi bằng chiếc xe đạp. Hello anh, các bạn ơi, đây là cái căn nhà này của anh xin lỗi, anh tên gì hả anh? Sơn. Dạ anh Sơn. Anh Sơn, anh sinh sống ở đây nè. Đó, hồi nãy mình có quay đó cái chiếc xe đạp, với lại ảnh chở một số đồ vô đây nè. Anh Sơn ơi, hồi lúc trước anh ở đâu lần anh Sơn? Trước hồi trước anh qua Mỹ anh ở đâu? Cũng ở đây, ở, cũng ở San Jose. Cũng ở San Jose đó các bạn. Mà bây giờ bây giờ anh ở như thế này rồi, cái lúc mà anh cần đồ ăn hay là thức uống đồ, anh có thể nấu tại đây hay là anh đi ra ngoài mua hay sao anh Sơn? Nấu tại đây với lãnh về anh. Ồ, anh đi lãnh ở đâu anh Sơn? Ở ngoài Bắc Kinh. Ồ, rồi cái lúc mà tắm rửa thì ở trong đây có nước không anh? Tắm rửa thì nước bên kia nó có nước, có đóng cây nước. Dạ. Anh Sơn ơi, hồi trước anh đi làm gì hả anh Sơn? Làm điện tử. Làm điện tử hả? Lúc này Edison điện tử. Dạ. Rồi đây anh Sơn ảnh nói hồi trước mà ảnh qua Mỹ đó thì ảnh làm nghề điện tử các bạn. Nhà của anh Việt Nam khác nữa nè. Xin lỗi anh tên gì ạ? Tên Nui à. Dạ anh nuôi. Anh sống ở đây bao lâu rồi anh nuôi? Một tháng thôi. Một tháng. Hồi trước anh sống ở đâu? Sống ở Hà Trang trên đường đó. Vậy hả? Gần cái chợ Lisa và Mắc Cạch. Anh qua Mỹ lâu chưa? Qua rất lâu lắm rồi. Qua 25. Dạ. Anh có vợ con gì không anh? Có, nhưng mà vợ cũng có chồng khác rồi, còn con thì nó lớn rồi, nó đi làm ăn chỗ khác hết rồi. Dạ, anh mấy người con? Hai đứa con trai, một đứa 40, đứa 30. Con anh lớn rồi ha. Dạ. Dạ, anh có từ hồi qua Mỹ tới giờ anh có quay trở về Việt Nam thăm Việt Nam không anh? Có hai lần, năm 2008 với là 2002. Quê 2008 với 2012. Quê của anh ở đâu? Ở Vũng Tàu, Sài Gòn, Cần Thơ, ba chỗ. Sinh đẻ Sài Gòn, lớn lên ở Vũng Tàu, đi lính ở Cần Thơ. Dạ. Dạ. Rồi khi mà ở đây thì anh có nấu nướng gì ăn không? Nấu nướng. Nấu nướng hả? Ở đây người Việt Nam đông không anh? Phải nói Việt Nam như đông, cũng ngang hàng với lại Mỹ. Đông lắm. Dạ. Mỹ trắng với Mỹ đen rất ít. Dạ. Dạ. Thì có rồi tối anh ngủ chỗ nào, chỗ anh ngủ chỗ nào đó anh Sơn? Cái liều này. Đây là cái liều của anh Sơn nè. Mình đi tới đây mình xem cái liều của anh Sơn ngủ nè các bạn. Cái liều này cũng lý tưởng lắm ha các bạn ha. Đây, cái chỗ ngủ của anh Sơn chỗ này nè. Rộng. Đó. Chỗ này thì cũng rộng. Anh ơi, ở đây anh có được cái tiền chính phủ trợ cấp đồ không anh? Không có trợ cấp, tự tôi có tiền già rồi. Nhưng mà cái tiền già bây giờ thì mướn nhà đồ này kia đâu có đủ không ha? Đủ đâu. Không có đủ. Phải sống như vậy thì mới có dư được.
tự do hơn, sống thì sống cho vui, rất là vui. Dạ. Tại vì mình vẫn còn xe hơi, vẫn còn ba mẹ ở trên kia. Ồ, đi xe đi, anh để đâu? Xe đậu ở ngoài gian đường đó, ngay cái dạ, công viên dạ. đó. Rồi anh đi vô đây đi bằng xe đạp vô, đi bộ đi vô. Xe đạp vô. Dạ. Đi bộ vô cũng được. Dạ. Gần đây. Dạ. Ảnh đã về hưu rồi các bạn, rồi ảnh đi sống ở cái nơi này, khỏi phải lo, khỏi phải nặng về tiền bạc. Tại vì cái tiền hưu mà ở bên Mỹ đó, bình thường á, không có thể nào mà mướn nhà, mướn cửa, rồi sinh hoạt bình thường như những người khác được các bạn ơi. Cho nên cái tình cảnh này cũng rất là đáng thương hết các bạn. Cảm ơn anh đã chia sẻ cái cuộc sống của những anh mà ở những cái túp lều chỗ này nha. Cảm ơn dạ, cô, dạ. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, dạ. Khi mà đi vô ở trong này thì cái chị Việt Nam chỉ không cho vô quay phim chị, cho nên mình đi trở ra nha các bạn. Mình đi ra phía này rồi mình đi những cái ngôi nhà khác, ngôi chòi khác các bạn ơi. Khi mà mình đi vô đây á, mình mới biết là có nhiều người ở xứ Mỹ này mà ở hiện tại ở đây là San Jose, mà nhiều người bây giờ lại sinh sống ở bên ngoài như thế này nè các bạn. Có những người mới tới một tháng, rồi có những người thì tới mấy tháng, rồi có những người ở đây mấy năm nữa. Anh ơi, anh có khi nào anh có thể nào anh chia sẻ khi mà cái cuộc sống ở đây á, có cái những lúc có cái lúc mà nó khó khăn, rồi có cái lúc mà anh thấy nó thoải mái như thế nào, anh có thể chia sẻ một chút xíu cho em không anh? Dạ. Nếu mà nói sống cuộc sống như vậy thì cũng giống như ở người Nam, cái đầu óc của mình thì nó rất là thoải mái. Những cái là cái vật chất thì nó khó khăn đối với mình thôi. Nhưng mà nếu mà sống mà anh em xung quanh sống mà giúp đỡ lẫn nhau thì chuyện gì mình cũng trải qua. Ở dưới đây thì người ta nghĩ mình, người ta nhìn vô mình sống như đây thì con người của mình nó không có được đàng hoàng này kia. Thực tế nó không phải là vậy. Dạ, tùy theo người. Có người xuống đây tại vì họ muốn xuống đây. Có người xuống đây vì cái hoàn cảnh nào đưa đẩy họ xuống đây. Thì ở dưới đây mọi người nó có hoàn cảnh khác nhau. Thì khi mà tiếp xúc với họ thì mình mới biết cái hoàn cảnh của họ là sao. Thì lúc đó mình mới hiểu được cái con người. Anh ơi, anh có đi về thăm Việt Nam không anh? Dạ, có 2 lần rồi, 3 lần rồi. Cách đây bao lâu hả anh ha? Dạ, nếu nói là cách đây thì 20 năm gì trước. Ồ, anh qua đây bao lâu rồi anh? Dạ, qua năm 79. Ồ, anh đi vượt biên hả? Dạ, đúng. Ồ, dạ. Hồi trước anh cũng ở San Jose luôn hả anh? Dạ, đúng. Dạ. Thì bây giờ qua Mỹ là ở San Jose tới từ này. Thì coi như là cũng đã trải qua nhiều việc, sao nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Công an việc làm là chưa cũng đầy đủ, học hành là chưa cũng có. Thì bởi vì hoàn cảnh nó đưa lại thôi. Một cái chuyện gì đó cho nên mới xuống đây. Yeah. Anh ơi, yeah. Anh có khi bây giờ anh có một cái ước mơ gì không? Khi mà cuộc sống như thế này, anh có một cái ước mơ gì để gửi đến các bạn không anh? Dạ. Ở đây thực tế có một ước mơ. Ở đây ngày nào mình cũng hy vọng là mình được cái sức khỏe và mình được một cái cơ hội thôi. Chỉ cần một cơ hội thôi. Không yêu cầu người ta biếu quý tiền bạc kia không. Nhưng mà yêu cầu người ta biếu quý cho là một cơ hội. Bởi vì mình đây còn 2 bàn tay, còn 2 chân, nghĩa là mình còn đi làm được. Không? Vì người ta nhìn vô mình á, người ta nghĩ rằng á, là mình một người xấu này kia, cho nên người ta không cho mình cơ hội. Mình đây, bản thân mình muốn cho người ta thấy là có nhiều người ở dưới đây, không phải là nói là họ là xấu hết, nhưng mà có người ở dưới đây họ vẫn còn có cái chí, họ vẫn còn muốn trở thành một cái, được một cái điều gì đó ở trong xã hội. Thì cho nên họ chỉ cần muốn là được một cơ hội để cho tạo ra cái khả năng của mình. Và ở đây mỗi ngày được sinh
một cơ hội. Khi mà được một cơ hội đó là mình sẽ làm, mình sẽ cho người ta thấy. Thực tế và tính ra thì mình cũng chẳng có số ai và mình cũng chẳng hơn ai. Mình chỉ muốn được là một cuộc sống giống như mọi người. Mình đối xử mọi người nó sao là mình hy vọng cho một cơ hội và người ta đối xử mình là như vậy. Như vậy. Được cơ hội thì mình biết. Dạ, cảm ơn anh. Các bạn ơi, hồi nãy trước khi mà mình vô đây á, mình cũng hơi sợ, cũng hơi hồi hộp. Nhưng mà khi mà vô tới ở trong này á, gặp mấy anh Việt Nam sống ở trong này á, rồi mình thấy mình yên tâm lắm các bạn. Khi mà mình vô đây á, mấy ảnh cũng giống như là mấy ảnh cũng chỉ dẫn mình đi vòng vòng ở trong đây. Rồi mấy ảnh cũng tâm sự với mình. Mình thấy mấy anh này ở trong đây á, sống so với mình hồi xưa, hồi mình còn nhỏ lớn lên đó. Mình còn nhỏ lớn lên á, cũng nghèo khó dữ lắm. Mà ở trong này á, đối với mình hồi xưa á, thì cũng bình thường. Mình thấy cũng bình thường. Nhưng mà hiện tại bây giờ, cái xã hội bây giờ á, thì thấy mấy ảnh á, thì cũng hơi khác với lại những người ở ngoài đường phố. Nhưng mà so với cái cuộc sống mình hồi xưa á, thì mình thấy rất là bình thường các bạn. Anh ơi, khi mà anh đi ra ngoài thành đó, sống ở trong đây quen rồi đó, thì anh đi ra ngoài đó, anh thấy giữa ngoài thành với lại ở trong này á, anh thấy như thế nào? Nếu mà tính là hai loại người nó khác nhau ạ. Những người ở trên bờ thì khi mà họ gặp những người họ biết ở dưới đây á, cái tư cách họ đối xử với người đó nhìn vô thấy biết liền. Có người á thì có thể nói là họ chê cười, có người á thì thấy sợ hãi. Thì á nói ra sao nói, cái người ở trên bờ á, nhìn những người mà ở trong cái hoàn cảnh dưới suối này kia, người nào cũng có một cái cảm lòng đối với người đó, chứ không phải là một người giống như bình thường. Thì ở mình đây mình cũng muốn cho mấy người biết là mình đây mình không, mình nói hết, có người xấu đúng, nhưng mà chưa hẳn người nào cũng là xấu hết, cũng có người tốt, có người không. Thì với mình làm con người á, hy vọng rằng là nhìn cái người đó không, thì mình sẽ biết cái tánh tình của người đó là sao. Rồi sau khi đó ok, mình chết người đó cũng chưa có muộn. Nhưng mà nếu mà đừng có sống ở cái xã hội mà cứ theo cái nước Mỹ ấy, hoài là nhìn vô cái đánh giá người ta liền, thì cái đó là cái tính tình của người từ xưa tới giờ tổ tiên này kia chỉ dẫn mình á, bỏ đâu hết rồi. Nó là kỹ thuật số mà. Bây giờ mình đây mình sống rất là bình đẳng, có nghĩa là người nào mình cũng đối xử bình với nhau hết. Khi mà người ta làm sai thì lúc đó ok mình mới đánh giá người ta, còn nếu mà mới gặp người ta rồi thì xin một câu hết được, chưa chẳng như người ta là người xấu. Dạ, cảm ơn. Ở đây mình thấy có mấy chị Việt Nam, mà mấy chị cũng nhìn mấy chị cũng hiền từ, cũng dễ thương lắm. Bây giờ em xin phép anh em quay trở về. Cảm ơn anh đã cho phép em vô tới nhà rồi được quay phim nữa. Cảm ơn anh rất nhiều anh Thanh ơi. Nếu mà cái em có cơ hội em sẽ đi trở lại đây thăm anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh có muốn nói gì với lại các bạn xem phim của anh không? Anh có muốn nói gì không? Chỉ là cảm ơn các bạn coi xem phim của Linh quay. Thì cảm ơn là có cái lòng hiểu người Việt Nam với nhau. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Xin mời các bạn theo dõi những cái video khác tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Xin chào.